Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Gặp thời, đổi vận, tiền bạc ùn ùn kéo về chỉ sau một đêm. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 3 âm lịch, thay những người làm chương trình này thì Diễm Quỳnh muốn gửi tới quý vị lời chúc gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Chúc cho quý vị sẽ ngày càng thành công trong cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với các bạn luận bàn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Các chuyên gia tử vi học cảnh báo, trong tháng 3 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế, nên phải gánh vác trên vai rất là nhiều áp lực, và nhất đó là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, và đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế, và cùng với đó là cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và ngoài ra thì quý vị cũng rất dễ sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp cho chúng ta có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu như nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng này vẫn sẽ có được những cơ hội, những đột phá nhất định để giúp chúng ta thành công. Vậy thì sau đây, để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ một điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành một thiên tài về nghệ thuật. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2022, người tuổi Tỵ sinh năm 1965 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài. Giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022. Vì thế, làm gì, dù lớn hay nhỏ, cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng, còn dính tới công quyền, pháp luật. Trong tháng, sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến, khiến bạn không biết nên xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá nhiều, cho nên là ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn, sẽ gây ra những rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để cho người tuổi Ất Tỵ đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù làm việc, bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 3 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi năm 2022, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không có vấn đề gì quá lớn phải lo lắng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh, đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm mới 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ sao cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn ấm êm và đồng lòng. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các nghề tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch này. Họ sinh năm 1965 và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại!